Đoạn phim ma quái sau đây được ghi lại bởi một nhân viên bảo vệ đang làm việc bên trong một công ty không được tiết lộ địa danh. Người này cho biết lúc bấy giờ đã hơn 12 giờ đêm, bên trong công ty không hề có ai ngoại trừ anh và một đồng nghiệp. Và trong khi họ chuẩn bị thay ca trực về nhà, bất ngờ cả hai đã nghe thấy những giọng nói đang phát ra bên trong một văn phòng. Ngay lập tức người bảo vệ đi kiểm tra và anh không quên quay phim lại tất cả để ngày hôm sau báo cáo lại với cấp trên. Tadi tu ada suara dari sana tu. Padahal ni udah pada pulang nih, udah hampir jam 12 ini nih. Tadi aku tu dengar suara dari sini nih, nih dari ruangan ini nih yang nyalain ini. Dan setahuku udah kumatiin lampunya. Cepat, astagfirullah itu. Masih nyala iki sepeda met. Astagfirullahaladzim. Tadi ya Allah. Người bảo vệ nói rằng khi đó không biết vì sao đèn và những thiết bị bên trong văn phòng lại được bật lên như thế. Lúc bấy giờ anh chỉ nghĩ đơn giản rằng tắt chúng đi là xong. Nhưng anh chưa kịp làm gì, bất ngờ anh đã nhìn thấy một bóng đen khi màn hình chiếc tivi kia tự tắt. Rõ ràng đó là hình dáng của một người bị phản chiếu trên màn hình tivi, nhưng khi anh xoay ra lại không thấy gì nữa. Quả sốc trước những gì mình vừa chứng kiến, người bảo vệ đã phản ứng theo tự nhiên, đó là bỏ chạy. Không biết trên kênh có ai đang làm bảo vệ hay không? Nếu có thì các anh có suy nghĩ gì về cái hiện tượng gây lạnh sống lưng này không? Celestino, người Tây Ban Nha, đến từ trang TikTok Lian Vito, đã có chia sẻ những đoạn phim đáng sợ do chính tay anh quay lại lên trang cá nhân. Celestino cho biết những đoạn phim ghi lại những sự kiện ma quái này được anh ghi lại cách đây vài tháng, trong khi ở trọ bên trong một khu nhà bình dân dành cho công nhân và sinh viên. Ban đầu khi sống và sinh hoạt ở đây, anh không nhận thấy có điều gì bất thường, nhưng khoảng thời gian bình yên trôi qua nhanh chóng để tiếp diễn sau đó là những chuỗi ngày cực kỳ đen tối xảy ra trong đời anh. Celestino cho biết những sự kiện ma quái hay xảy ra vào đêm khuya, chính xác là vào khung giờ của ma quỷ, 3 giờ sáng. Một đêm muộn, trong khi Celestino đang say giấc, bất ngờ anh đã bị đánh thức bởi những tiếng động lạ như thế này. Son las 3 de la mañana. Hace 3-4 días fácil que no puedo dormir. Se escuchan ruido por toda la casa y no sé qué hacer. Yo no creo mucho esto, no me da miedo, pero no sé. Grabamos los 50. ¡La concha de su madre! ¡Ahí está! ¿Quién carajo anda ahí? Es la nena esa de mierda de vuelta. Yo me voy a la mierda. Lúc bấy giờ, con thú nhồi bông đang nằm trên bàn đã bị hất tung xuống sàn bởi một thế lực vô hình nào đó. Ngay sau đó là những tiếng lọc cọc khô khan vang ra từ nhà vệ sinh, rồi thì cánh cửa nhà vệ sinh từ từ mở ra. Ớn lạnh hơn nữa, ngay sau khi cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, lập tức tiếng khóc của một người được nghe thấy. ¿Quién carajo anda ahí? Celestino đã tuyên bố rằng anh không tin có ma, và nếu thật sự có ma, anh cũng không sợ, nhưng chỉ là anh không biết phải xử trí như thế nào khi gặp những tình huống như thế. Cho đến một đêm khác, cũng vào khung giờ ma quỷ, 3 giờ sáng, mọi chuyện đã trở nên đáng sợ hơn, khiến cho Celestino phải thay đổi thái độ ngay lập tức. Son las 3 de la mañana de nuevo. Esto es lo que yo
con lo que yo convivo desde hace meses. Con esto yo convivo hace meses. Siempre que grabo. Vos no sos Daniel. Vos no sos Daniel, esa no es tu voz. Vos no sos Daniel, esa no es tu voz. Daniel se fue hace meses del país. Vos no sos Daniel. Si querés lastimarme, salí y lastimame ahora. Ya. Déjame de joder. Déjame de joder. Si no puedo vivir. Ya no puedo vivir así. Ya no puedo vivir. Yo no tengo más miedo. No tengo más miedo. No, yo así no puedo vivir. Así no puedo seguir. Sự kiện kinh dị xảy ra ngoài sức tưởng tượng của Celestino. Còn mà trong nhà vệ sinh đã giả giọng nói của một người bạn của anh để liên tục thúc giục anh mở cửa cho nó ra ngoài. Vos no sos Daniel. Vos no sos Daniel, esa no es tu voz. Vos no sos Daniel, esa no es tu voz. Daniel se fue hace meses del país. Vos no sos Daniel. Lúc bấy giờ Celestino sợ hãi đến mức anh chỉ muốn dọn ra khỏi căn trọ ngay lập tức, khi chính mắt anh đã nhìn thấy một bóng trắng lướt nhanh qua khung cửa như thế. Jack muốn dọn ra khỏi căn trọ quái dị này, nhưng tình hình thực tế lại không cho phép anh làm điều đó, buộc anh phải nén lại nơi đáng sợ này thêm một vài tuần nữa. Và cũng chính trong khoảng thời gian đó, Celestino đã có được những trải nghiệm kinh hoàng nhất đời mình khi tận mắt anh đã nhìn thấy một sự hiện ra và biến mất đầy bí ẩn như thế này. Yo no te voy a tener miedo, hoy no te tengo miedo. Date vuelta. Một dáng người áo trắng, phủ từ đầu tới chân, khom lưng, đi nhanh qua ngay bên ngoài khung cửa sổ. Lập tức, Celestino lao nhanh ra và đi theo dáng người áo trắng ra khu săn sâu. Nhưng ớn lạnh thay, dáng người đó đã biến mất bí ẩn một cách đầy ma quái. Celestino thật sự kinh hoàng trước những gì mình đã chứng kiến. Và có lẽ sau đoạn phim kinh dị này, anh ta đã chuyển đi nơi khác. Bởi trên trang cá nhân của Celestino không còn chia sẻ bất kỳ một đoạn phim ma quái nào tương tự như thế nữa. Một số người xem đoán rằng rất có thể sự hiện ra và biến mất của dáng người áo trắng ở khu săn sâu chính là một điềm báo. Bên dưới khu săn sâu đang ẩn chứa một điều gì đó có liên quan đến án mạng. Một cảnh quay ma quái được ghi lại bởi một nữ tài xế xe buýt ở Santiago, Chile. Người phụ nữ cho biết, lúc bấy giờ để chuẩn bị cho chuyến chạy của mình, cô đã kiểm tra lại tất cả các công tác chuẩn bị. Và cũng chính lúc này, nữ tài xế đã phát hoảng khi vô tình nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ không thể giải thích như thế này. Corre el tiempo. Hay un pasajero sentado en el asiento que va solo, al lado de la puerta. Nos movemos. Movemos. Y no hay nadie. Un pasajero fantasma. ¿Cachan? Sigue ahí sentado. ¿Ve? Y las cámaras no están paradas. Siguen moviéndose. Habrá sido alguien que se murió sentado. Khi đó nữ tài xế kiểm tra hệ thống an ninh trên xe thì thật mà quái,
hình ảnh của một đứa bé trai đang ngồi trên ghế với một tư thế rất mệt mỏi như thế đang hiển thị rất rõ trên camera. Hình ảnh hiển thị của đứa bé đang ngồi bất động trên ghế được camera ghi lại rất rõ ràng. Nhưng mà quái thay, khi người nữ tài xế dùng điện thoại lìa về cái ghế mà đứa bé kia đang ngồi thì lại trống trơn. Người nữ tài xế tin rằng đó là một con ma đang ngồi trên ghế gần cửa sổ và nhắc là rất gần ghế của tài xế. Đa số người xem cũng đồng tình với cô, thậm chí họ còn đoán rằng đó là một học sinh bởi đồng phục trên người của đứa bé đã cho thấy điều đó. Và cho đến tận bây giờ, đoạn phim quái dị này vẫn đang được lan truyền trên các nền tảng, nhưng không một ai có thể giải thích được cái hiện tượng ma quái này.